Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh Culen Góc nhìn đầu tư bất động sản. Và tôi là Học Vương. Tôi Tôn Đình Ngọc. Dạ. Hiện tại thì Tôn Đình Ngọc và Học Vương đang ở trong một cái không gian rất là mát mẻ và rất là trong lành như thế này. Chúng tôi hiện tại đang có mặt ở bờ sông của đảo Long Phước, và phía bên xa xa kia chính là khu đô thị Vinhome Grand Park. Và cái chủ đề mà ngày hôm nay Học Vương muốn chia sẻ tới cho quý anh chị khán giả của kênh Culen, đó chính là cái tiềm năng tăng giá bất động sản ở đảo Long Phước là những gì. Thì trước khi mà vào nội dung chính của video ngày hôm nay, thì nếu như trong quá trình xem video quý anh chị cảm thấy video này hay, video này ý nghĩa, thì hãy nhớ là bấm vào cho chúng tôi một nút like, một nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video này có những cái kiến thức bổ ích, thì hãy nhớ là chia sẻ đường link này tới những người thân, những người bạn bè của mình, để chúng ta có thêm nhiều cái kiến thức, nhiều cái góc nhìn về có quá trình đầu tư bất động sản. Và anh Tôn Đình Ngọc này, ok em, trong ngày hôm nay thì anh em chúng ta đang có mặt ở trong đảo Long Phước như thế này. Những video trước thì chúng ta đã phân tích về cầu Long Đại, về những cái bất động sản ở đảo Long Phước. Okay. Thì ngày hôm nay trong video này thì em muốn đặt cho anh một cái câu hỏi, đó chính là anh hãy xác định cái tiềm năng tăng giá bất động sản tại đảo Long Phước trong video này được không ạ? Ok em, thì anh sẽ nói sơ bộ lại cái câu hỏi của Học. Có phải Học muốn hỏi anh ấy là những yếu tố nào nó sẽ khiến bất động sản Long Phước nó tăng giá? Chính xác rồi anh ạ. Và nó sẽ tăng giá trong cái tầm nhìn, ví dụ như nếu mà tầm nhìn 70 năm thì đương nhiên là chắc chắn sẽ tăng rồi. Đối với em thì tầm nhìn nó chỉ khoảng từ 2023 đến cái chu kỳ của 2025, và sau đó là thêm khoảng 5 năm nữa. Thì anh có thể xác định trước cho em dùng cái chu kỳ từ 2023 đến 2025. Dạ. Ok. Dạ. Thì cái dữ liệu này thì tôi Ngọc sẽ chia sẻ ở trong cái tầm nhìn từ 2023 đến 2025. Thì hiện tại những cái yếu tố mà nó thúc đẩy về tăng giá của đảo Long Phước em, thì theo như anh, khi đầu tư chúng ta cần 4 yếu tố, đó là pháp lý, đó là vị trí, đó là diện tích, và đó là giá. Thì ở trong cái video này thì mình nói đến tiềm năng tăng giá của bất động sản trên Long Phước, thì chúng ta phải nói đến cái vị trí của Long Phước. Vâng. Và cái thời điểm này là thời điểm của tháng 5 năm 2023. Dạ. Ở trong cái nội dung chia sẻ của anh em mình thì anh sẽ chia làm hai phần. Phần số 1 đó là anh sẽ khái quát về cái vị trí, và phần số 2 anh sẽ nói về cái thời điểm năm 2023 này. Dạ. Ok. Ok anh. Thì cái yếu tố số 1 đó là về vị trí. Thì như chúng ta biết, vị trí của đảo Long Phước cũng một cái vị trí vô cùng đẹp. Nó nằm ở hai mặt tiền sông. Sông này, đây em. Dạ. Nó chính là sông Bắc. Vâng. Còn phía xa xa kia, nó là sông Đồng Nai. Vâng. Và cái điều tuyệt vời của đảo Long Phước là nó được bao quanh bởi hai con sông này. Vâng. Và nó là một trong những hòn đảo vô cùng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Tại vì hòn đảo này, nếu mà đảo Thanh Đa nó gần trung tâm nhất, thì đảo Long Phước này nó là cái vị trí trung tâm hạt nhân của thành phố khu đông. Và cái vị trí của đảo Long Phước nó vô cùng chiến lược. Phía đông của đảo Long Phước, anh chị em và các bạn sẽ thấy đây là dự án Vinhome Grand Park với quy mô 271 hectare, và cái quy mô dự án này khá là lớn, lên đến hơn 200.000 dân. Wow. Và dự án Vinhome Grand Park được định vị là một trong 6 cái vị trí hạt nhân để phát triển thành phố khu đông. Ok anh. Và bên kia sông, có nghĩa là phía nam, và chúng ta sẽ biết rằng ở bên kia hành lang sông thì là nó thuộc Đồng Nai. Và đối với bên kia sông thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái dự án lớn như của Nam Đông, của Novaland, đó là dự án Aqua City, đúng rồi, em okay. Đã có nghe về dự án đó. Và tại cái vị trí anh em mình đang ngồi đây thì có cái cầu Long Đại, và nếu khi mà đi hết cầu Long Đại thì nó sẽ nối dài ra đường Long Phước. Và trong cái tầm nhìn từ 2023 đến 2030, đường Long Phước nó sẽ kết nối lên cao tốc Sài Gòn Long Thành để đi về trung tâm quận 1. Nó vô cùng gần. Và anh chị em và các bạn sẽ hình dung cái này, một cái câu chuyện sau này những cư dân của dự án Vinhome Grand Park, ngoài đi vành đai 3 về trung tâm, thì có thể đi
đường Long Phước để lên cao tốc về trung tâm. Wow, với một rất là điều gần, rất là tuyệt vời. Wow. Và lúc này thì cái đường hành lang sông, có nghĩa là đường chân trời bên sông của thành phố khu đông, nó sẽ được thiết lập. Và đối với cái con đường này thì theo đánh giá của anh thì nó vô cùng đẹp. Và chúng ta sẽ biết rằng phía tây của đảo Long Phước thì nó sẽ giáp với cao tốc Sài Gòn Long Thành. Wow. Và đối với phía bắc của đảo Long Phước thì nó sẽ đi ra hướng phường Long Trường và nó giáp khu công nghệ cao. Và đối với khu công nghệ cao thì có rất là nhiều cán bộ cũng như những chuyên gia cũng như những cái kỹ sư của thành phố tập trung về khu công nghệ cao. Thì theo đánh giá của anh, cái vị trí của hòn đảo Long Phước này nó vô cùng đẹp, một vị trí vàng ạ. Và anh có thể anh chia sẻ một chút về cái quy hoạch của Long Phước. Ok anh. Đối với quy hoạch của Long Phước á, thì chúng ta sẽ biết rằng ngay cái tại vị trí ta đứng đây về hướng phía bắc, đó chính là quy hoạch của khu công nghiệp công nghệ cao 2. Đó là khu công nghiệp công nghệ và cao. Và sau này thì theo như anh tìm hiểu thì ở đây nó sẽ hình thành cái viện nghiên cứu về khoa học công nghệ. Chứ nó không phải là cái nơi để sản xuất. Và chúng ta sẽ hiểu rằng cái đảo Long Phước sau này nó sẽ tập trung rất là nhiều khoa học, rất là nhiều nhà khoa học, nhiều tiến sĩ và những cái chuyên gia đầu ngành về những cái ngành công nghệ sẽ tập trung tại cái đảo Long Phước này. Nghĩa là nó sẽ hình thành một cái khu dân cư văn minh và có trình độ cao, trình độ học rất là cao đúng không anh? Chính xác. Hoặc là họ sẽ hình thành những cái loại hình bất động sản để phục vụ cho những cái đối tượng chuyên gia trên. Dạ ok anh. Và tiếp theo, đảo Long Phước được quy hoạch bởi những cái khu vực như làng đại học. Ngoài ra bên đảo Long Phước thì được quy hoạch bởi những cái cung đường vô cùng đẹp, đó là cung đường Long Phước, cung đường hành lang ven sông. Và trong cái tầm nhìn 2023 đến 2030 thì Tô Đức Ngọc tin rằng cái đường Long Phước nó sẽ được hoàn thành. Ok anh ạ. Vậy đó là cái về vị trí. Tiếp theo nó là về cái giá đi. Anh có thể chia sẻ về cái giá của ở đây. Giá của bên đảo Long Phước này thì hiện tại là cái mức giá theo như anh đánh giá vô cùng hấp dẫn. Nếu như chúng ta đang ngồi đây thì những bất động sản tại phân khu The Rivers của chủ đầu tư Masterline Home đang được định giá lên đến 500 triệu một mét vuông. Thì tuy nhiên cái vị trí của khu phân khu The Rivers thì nó vô cùng tuyệt vời rồi. Nó là vị trí góc hai mặt tiền sông và nó chỉ hữu hạn có hơn 100 căn thôi. Và nó nằm ở trong một cái tổng thể, một cái quần thể 271 hecta của dự án Vinhome Grand Bắc. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng trước mặt của Tô Đình Ngọc đây, đó là những căn biệt thự của dự án Vinhome Grand Bắc tại mặt tiền sông Tắc. Thì đối với những bất động sản này, hiện tại vùng giá nó đã lên đến 250 triệu đến 270 triệu một mét vuông. Có nghĩa là một cái căn biệt thự nó rơi vào khoảng 300 mét ấy, nó sẽ rơi vào từ 70 đến 80 tỷ một căn. Vậy thì còn cái khu đô thị Aqua thì sao anh? Bên Aqua thì nó bên kia sông và nó thuộc Đồng Nai. Thì đối với những cái bất động sản ở bên Aqua thì hiện tại nó rơi vào vùng giá từ 60 triệu đến 100 triệu tùy vào vị trí một mét vuông. Gần như là nó đang gấp đôi với cái giá ở đây đúng không? Hiện tại cái vùng giá ở đây, nếu mà đất diện tích lớn thì nó ở những cái vị trí đẹp thì nó rơi vào từ 25 đến 30 triệu một mét vuông, đó là trên cái diện tích 1.000 mét. Còn đối với những cái dự án mà phân lô bán nền hoặc là những cái dự án mà 1/500 thì nó rơi vào vùng giá từ 35 đến 50 triệu một mét vuông. Vâng, vậy thì đây là một cái mức giá rất là hấp dẫn để đầu tư đúng không anh? Theo như đánh giá của anh, khi cái cầu Long Đại thông giữa hai bên thì theo nguyên tắc bình thông nhau thì những cái bất động sản ở bên dự án Vinhome Grand Bắc hiện tại đã cao hơn những cái bất động sản ở bên đảo Long Phước là từ 3 đến 5 lần. Và theo như đánh giá của anh thì khi cái câu chuyện cầu Long Đại nó hình thành xong thì cái mức giá ở bên đảo Long Phước nó sẽ bật tăng từ 30 đến 50% tại cái thời điểm mà cái cầu Long Đại nó nhập long và nó lưu thông.
Còn trong một năm thì anh sẽ tin rằng cái câu chuyện đó là bất động sản ở bên đảo Long Phước nó sẽ tăng trưởng x2 để nó bằng 50% so với những cái bất động sản tại dự án Vinhome Grand Bắc. Dạ. Vậy thì ngoài cái vị trí về cái giá thì mình còn cái yếu tố thêm nào để có thể làm tăng cái giá trị bất động sản tại đây trong thời gian từ 2023 đến 2025 không anh? Thì cái câu chuyện về vị trí thì anh đã chia sẻ cho Học rồi. Yeah. Còn là cái câu chuyện về thời điểm và khi đi đầu tư thì chúng ta cũng phải nghiên cứu rất là nhiều yếu tố về tài chính. Thì trong yếu tố về tài chính vĩ mô thì chúng ta sẽ xác định được yếu tố về thời điểm. Đối với thời điểm của năm 2023 này, nó là một cái thời điểm vô cùng khó khăn. Và chúng ta cũng hiểu rằng một cái câu chuyện khi mà lãi suất đi lên cao thì giá của hàng hóa, ví dụ bất động sản cũng là một dạng hàng hóa, okay, thì nó sẽ đi xuống thấp nhất. Và tại cái thời điểm này thì lãi suất nó đạt tới 15-16%, nghĩa là cái bất động sản gần như nó đang là đáy của thị trường. Và theo như cái đánh giá của anh thì cái tầm nhìn từ 2023 đến 2025 nó là chân của một cái chu kỳ mới, nó chân của một cái con sóng vô cùng lớn ở trong cái giai đoạn bùng nổ, có thể rơi vào từ 2025 đến 2027. Và đối với cái thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy rằng những nhà đầu tư, nếu mà những nhà đầu tư mà đang còn tiền mặt thì thực ra mà nói đó là những người mà có những cái dòng tiền mạnh có thể thu nhập được ở tại thời điểm này, hoặc họ phải là những cái nhà đầu tư lão luyện để bây giờ họ có thể sở hữu được những cái bất động sản với cái giá mua nó khá là hấp dẫn. Vâng, em nghĩ đấy là một cái cơ hội rất là tuyệt vời vào thời điểm này, đúng không ạ? Mà không có lý do gì mà chúng ta không đầu tư ở một cái khu vực mà có mức giá rất là tốt như thế này, nó chỉ bằng 1/5 lần so với lại khu vực Vinhome Grand Park như anh Tony Ngọc vừa chia sẻ. Và ngoài cái yếu tố ra thì còn cái vị trí nữa cũng là một cái điểm cực kỳ tiềm năng để đầu tư. Thì đó là ba cái yếu tố để làm tăng cái sức bật giá của bất động sản tại cái khu vực đảo Long Phước trong tầm nhìn từ 2023 đến 2025. Vậy thì theo anh Tony Ngọc thì chúng ta còn những cái yếu tố nào nữa không, hay là chỉ còn ba yếu tố này thôi? Thực ra ngoài cái yếu tố về vị trí giá và giá ra thì ở trên đảo Long Phước, cái nội tại của đảo Long Phước, trên đảo Long Phước đó là những cái cộng đồng của những người có cái mức tài chính rất là cao. Ngoài cái yếu tố mà dân cư hiện hữu ra thì theo như Tôn Ngọc tìm hiểu thì trên đảo Long Phước thì những cái bất động sản mà dọc trục đường số 1, trục đường số 2 thì đó là những cái bất động sản mặt tiền sông Đồng Nai và có diện tích từ khoảng 5.000 m2. Và đối với những chủ nhân mà sở hữu được những cái bất động sản trên thì cái trung bình cái mức giá trước đó họ đã mua thì rơi vào khoảng tầm 15 triệu m2 đi, thì họ đã là người có số tiền tương ứng với khoảng tầm 70 đến 80 tỷ. Và ở bên đảo Long Phước thì hiện tại có rất là nhiều những cái nhân vật mà gọi là nổi tiếng ở trong giới showbiz như nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Nguyễn Hoàng, rồi cộng đồng về giới nghệ sĩ, cộng đồng về những vị chính khách có thể làm ở trong chính quyền, trong quân đội, trong công an. Ở bên công an thì có tướng Hồ Sĩ Tiến. Và ngoài ra thì có rất là nhiều giám đốc của những cái cảng, ví dụ giám đốc của cảng Cái Mép, giám đốc của cảng Tân Cảng thì cũng là có những cái bất động sản ở trên đây. Và chúng ta sẽ hiểu rằng đối với đảo Long Phước, ngoài cái dân cư hiện hữu ra thì nó là một cái cuộc chơi của những tay lớn, của những nhà tài phiệt và của những người gọi là có cái mức độ tài chính khá là cao. Và đối với những cái bất động sản như thế này thì anh tin rằng với những cái bất động sản mà giới nhà giàu ai cũng muốn sở hữu và ai cũng muốn tới lui nhiều thì anh tin rằng không có lý do gì nó không tăng giá. Vâng, cảm ơn anh Tony Ngọc đã chia sẻ những cái yếu tố là để có thể làm tăng cái giá trị bất động sản của khu vực đảo Long Phước trong tầm nhìn từ 2022 đến 2023. Và Học Vương sẽ tóm gọn lại những cái yếu tố mà anh Tony Ngọc vừa chia sẻ. Thứ nhất là về vị trí thì đảo Long Phước đang sở hữu một cái vị trí vàng và ráp danh với rất nhiều những cái gọi là những cái khu nhà giàu ấy, là khu đô thị Vinhome Grand Park này hoặc là khu đô thị Aqua.
Và thứ hai nữa là về cái ngoài cái vị trí thì ngoài đó là cái giá, thì cái giá bất động sản ở đây nó chỉ bằng 1/5 lần so với cái giá vị trí bất động sản ở bên kia sông là khu đô thị Vinhome Grand Park. Đó là một cái cơ hội mà chúng ta đầu tư rất là tốt. Cái thứ ba là thời điểm, thì đây là một cái thời điểm cực kỳ tốt, khi mà cái thị trường nó đang khó khăn như thế này thì sẽ có những cái bất động sản với mức giá cực kỳ phù hợp, cực kỳ tốt để những nhà đầu tư có sẵn dòng tiền mặt để đầu tư vào thời điểm như thế này. Và cái cơ hội tăng giá nó sẽ là gần như là sẽ một cái cơ hội tăng giá rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và ngoài ra thì ở trên đảo Long Phước này, anh Tony Ngọc đã chia sẻ cái điều thứ tư mà đến bây giờ Học Hương mới biết, đó chính là ở trên đảo Long Phước đang sở hữu một cái cộng đồng những người có những cái bất động sản ở đây là những người thực sự là cộm cán, đúng không anh? Những người có những cái gọi là có máu mặt đấy, dân gian gọi là có máu mặt. Dạ, những người có máu mặt, những người nắm cái quyền rất là lớn ở trong Việt Nam mình, thì đó là những cái yếu tố mà có thể làm tăng giá trị của bất động sản tại đảo Long Phước. Vậy thì không có lý do gì mà các nhà đầu tư chúng ta không bỏ một chút thời gian để tới đây và tìm hiểu cái vị trí ở đảo Long Phước này, những cái dòng bất động sản cực kỳ tiềm năng như thế này. Và cảm ơn anh Tony Ngọc đã có một cái chia sẻ cực kỳ tuyệt vời trong video ngày hôm nay. Ok, cảm ơn Học Vương. Dạ, qua cái video này thì mong là quý anh chị khán giả khi xem video này, thấy video này hay, video này ý nghĩa, thì hãy nhớ là bấm like cho chúng tôi một cái like, và thêm đó là một cái nút bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất của team Kulen Góc Nhìn Đầu Tư Bất Động Sản. Và một lần nữa, Học Vương cũng như là anh Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.